Hello các bạn, xin chào các bạn đến với kênh Wee Channel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn sáng nay mình học cái gì nha. Bây giờ mình sẽ làm cô giáo. Mình bận với vi tính nên giờ mình sẽ kể nha. Sáng nay mình làm gì ta? Suy nghĩ lại coi. Sáng nay cô mình rất là hiền nha các bạn. Cô mình dặn là ngày mai đi học 7 giờ, giờ 9 giờ. Không đem mình bằng giấy bởi của Thủy Trinh. Nếu mà bởi ra là không có cô giúp việc, không có cô lao công, lao. Nhưng mình sẽ chậm lên, chạy máu với lại xong nằm đó luôn. Cô mình rất là vui với các bạn. Cái bài hát nữa là cô là mẹ, cô hiền như cô tiên. Thân thiệt nha các bạn, không có một lý do gì luôn, ai quậy cô mới la thôi. Cô đó, cô nói là cô đó phạt, gọi là phạt nặng lắm. Đi học phụ huynh, cô kêu là hôm nay cô kêu là mai đi học, mai kêu phụ huynh lên đi học phụ huynh luôn. Không biết sao phải đi học phụ huynh nữa ta. Này khác trường non là cái bàn đó, mỗi bạn là một bàn nha các bạn. Một bạn là một ghế, một bạn là một bàn. Sáng nay mình không có học, mình toàn tụ trường với cô dặn cái này cái kia, dặn hết nửa tiếng luôn, với thời gian đâu học nữa. Mai mới học. Nếu mà trong lớp mình có năm bạn nghỉ nha các bạn. Nếu mà năm bạn nghỉ đó ngày mai, năm bạn nghỉ đó mà ngày mai còn nghỉ nữa là cô là nhà trường gạch tên luôn, học trường khác luôn cho trường cái tập. Con nghe cô nói, mình nghe cô của mình nói là tụ trường sao em cho bé về quê. Cái bạn trên trường của mình á, nó có cái đồ máng cặp hai bên, có hai bên luôn. Bên đây với bên kia có luôn. Cái cặp mình bự á, mình nhét vô đây không vừa, nhưng mình sẽ lấy cặp máng lên đây. Là giờ giới thiệu gì nữa ta? Mình cao lắm, nhưng cô cho mình ngồi bàn đầu tiên luôn. Listen to. Mốt mình sẽ bị trả bài luôn. Không, cô nói là bây giờ thiếu 5 bạn, nhưng cô chỉ ngày đầu tiên mà thiếu 5 bạn rồi. Cô chỉ xếp đại vậy thôi, có chỗ ngồi đại vậy thôi. Mai mốt cô sẽ xếp lại. Còn nếu 5 bạn nghỉ đó mà nghỉ tiếp thì gạch luôn, học trường khác đi. Học cái gì mà nghỉ hoài. Còn nếu trường khác mà cũng nghỉ nữa thì thôi. Biết rồi đó. Cảm giác của mình rất là vui. Cô hiền như tiên luôn. Cô rất là hiền. Các bạn ơi, mình có cái vụ này vui lắm. Muốn kể cho các bạn nghe. Học lớp 1, mình bị gì là mình không có được nghỉ nha các bạn. Anh mình nói là mình bị sốt mình mới được nghỉ. Không. Mình bị sốt hay bị gì? Bị què cũng phải lết đi nữa. Không được nghỉ nha các bạn. Bệnh huyết áp, bệnh gì cũng không được nghỉ nha các bạn. Để mình nghĩ là mình mất cái bài đó, mình bị học lại cái lớp đó luôn. Và mấy bạn vô lớp 2 mà mình vẫn còn học lớp 1. Vui. Đâm. Các bạn ơi, nếu mà các bạn bạn nào ngoan á mà bị ngồi đằng sau với mấy bạn quậy là các bạn nói cô là cô ơi, con ngồi đây mấy bạn quậy con không biết được, cái cô sẽ cho lên bàn á đầu nha các bạn. Nhớ bệnh viện lên. Bye, tạm biệt các bạn, hẹn gặp mẹ clip tiếp theo. Bye. Mình chúc các bạn học vui vẻ và mong các bạn học giỏi, không có quậy nha.
giống mình. Ừ mà có giống mình lắm ta. Các bạn nhớ cho mình một like, một share và đăng ký ủng hộ nha. Hẹn gặp bạn ấy tiếp theo. Bye bye. Happy birthday to you. Happy birthday em hồi lớp 1.